Giữa những ngày tháng 9, chúng ta dần cảm nhận được mùa thu đang tới. Cái mùa mà nếu ở trong rừng, bạn sẽ thấy nhiều loài động vật bỗng trở nên hăng máu hơn để tranh giành bạn tình. Sức mạnh cơ bắp được chúng sử dụng để chứng minh quyền sở hữu, tạo ra những trận đấu đầy thương tích. Từ loài trên cạn cho đến dưới nước, từ thế giới bò sát cho đến những gia đình linh trưởng. Kính chào quý vị. Cuộc chiến sức mạnh để giành bạn tình vốn là một nét đẹp của tự nhiên, và bản năng đó vẫn tồn tại ở cả loài người. Nhưng khác với thế giới động vật, nơi những trận chiến chủ yếu dành cho những quý ông, công khai và sòng phẳng, thì ở xã hội chúng ta lại thường xuất hiện giữa những quý bà, lén lút và bất ngờ. Quý vị đang theo dõi một điểm tuần của Chuyển động 24 giờ. Thời gian gần đây, mạng xã hội giống như là một đại gia đình vậy. Chuyện đánh ghen giữa các cặp đôi liên tiếp trở thành mối quan tâm của cả cộng đồng. Người thì hả hê, kẻ thì cổ vũ. Còn kịch bản chung của những người trong cuộc thì vẫn y hệt như cách mà dân gian đã miêu tả. Để hình dung dễ nhất thì là bằng bức tranh Đông Hồ nổi tiếng này, thuật lại cảnh một bà vợ cả đi đánh ghen với vợ lẽ của chồng. Mái tóc dài của người phụ nữ thì vốn rất đẹp và đáng yêu, nhưng lại vô cùng nguy hiểm cho một trận chiến. Cũng vì thế mà người vợ cả đã búi cao gọn gàng, cho thấy một sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Nếu là thời nay thì có thể thay bằng việc đội nón hay là mũ bảo hiểm, thậm chí cùng lúc cả hai cũng được. Còn người vợ lẽ thì ở thời nào cũng ăn mặc phóng khoáng hơn hẳn cả người vợ cả. Vẻ thách thức cũng lộ rõ, và hoàn cảnh thì như đổ thêm dầu vào lửa khi người chồng lại một tay ôm vợ lẽ, một tay ngăn vợ cả. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của bức tranh so với thời hiện tại đó là không gian. Khi bình phong và cổ thụ có lẽ là để miêu tả cho một bối cảnh gói gọn trong vườn của một gia đình, người ngoài cuộc duy nhất đứng xem cũng chỉ là cậu con trai của bà vợ cả. Dĩ nhiên, thời đó chưa có smartphone và lại càng không có mạng xã hội. Xin nhấn mạnh rằng, ở đây chúng tôi hoàn toàn không có ý định phân xử là ai đúng ai sai, cũng không thể dạy cách đánh ghen thế nào cho đúng. Chỉ muốn lưu ý rằng, cần cân nhắc kỹ điều sẽ thu về sau mỗi cuộc chiến. Và nếu gây thương tích, thậm chí là còn thuê thêm người để nhục mạ đánh đập người khác giữa đám đông, thì chắc chắn là pháp luật sẽ phân xử rất rõ ràng. Lúc đó thì không thể biện minh chỉ bằng việc lẩy mấy câu kiểu trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Trong cái trường hợp mà đánh ghen gây thương tích, thì nếu cái thương tích này là từ 11% trở lên thì cái người gây thương tích và những người đồng phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích với cái mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng nếu mà trong trường hợp thương tích nặng. Ví dụ như là xô đẩy mà vặn tay mà làm cho nạn nhân bị cụt rụng một móng tay hoặc là một móng chân thì cái tỷ lệ này cũng bị tính là 2%. Và nếu là 6 cái móng tay móng chân mà bị cụt rụng thì là nó sẽ trở thành là 12%. Thì trong trường hợp đó người gây thương tích cũng vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Cuộc hôn nhân đó cũng kết thúc cơ mà, thế tại sao lại tiếp tục bằng một cái vụ dùng ghen như thế? Bất kể cái gì khi đưa lên mạng thì không bao giờ có thể rút lại được nó. Bạn bè của con sẽ nói gì với con? Sẽ bảo với con rằng là hôm qua vừa thấy mẹ mày tung chưởng ở trên mạng kinh khủng quá. Vậy thì đứa con đó nó sẽ phải đối diện với một cái áp lực kinh khủng như thế nào? Chúng vô tội, vậy thì tại sao chúng lại phải chịu một cái gọi là cái cơn tức giận của người vợ? Tất nhiên, chúng tôi hiểu rằng khi đã nóng giận thì ít ai nghĩ xa được. Hành vi bạo lực của chị em có lẽ cũng chẳng phải là để giành giật, mà đơn giản là muốn tất cả cùng phải trả giá. Và chắc chắn không thể chỉ là cái giá phạt hành chính, cho dù nó mới tăng từ mùng 1 tháng 9 này. Nhất là nếu đã đi xe sang thì 5 triệu đồng có xá gì. Nhưng dù thế nào thì chắc chắn rằng trong việc đánh ghen hay kể cả lúc xử lý các mâu thuẫn khác, giải quyết theo cách côn đồ thì chỉ khiến sai lầm nối tiếp sai lầm.
Ví dụ như là vị giám đốc này của một công ty bảo vệ, chỉ vì cự cãi khi va chạm trên đường mà hùng hổ rút súng chĩa thẳng vào mặt tài xế xe tải. Đến đầu tuần này thì đã bị khởi tố hình sự, bắt tạm giam về tội đe dọa giết người. Hay nhẹ nhàng hơn nhưng cũng nguy hiểm với những người xung quanh không kém là hành vi của hai tài xế trên cầu Bãi Cháy hôm 16 tháng 9. Cũng từ một va chạm nhỏ mà biến thành một màn đánh võng, tạt đầu nhau một đoạn rất là dài. Rồi cũng nhảy xuống tìm cách động chân động tay, cách ứng xử vốn đã quá quen thuộc trong các xích mích giao thông ở Việt Nam. Cuối cùng thì tất cả đều bị công an triệu tập. Trừ những vụ cố tình tập kích bất ngờ, còn lại đa số các hành vi bạo lực khi nảy sinh mâu thuẫn đều có tín hiệu ban đầu, và đó là ngôn ngữ. Thí dụ, hãy thử một lần nữa xem lại cái đoạn hai chiếc ô tô này chèn ép nhau. Bạn đoán là họ đã nói gì ngay từ khi xảy ra va chạm? Chắc hẳn không phải là "ôi, anh lái ẩu quá", hoặc là "xin lỗi, anh có thể dừng lại nói chuyện được không ạ?" Đây cũng là chủ đề tiếp theo mà chúng tôi muốn nhìn lại. Đặc biệt là với những người nào thích chơi game hoặc là xem các streamer tán gẫu lúc chơi game. Hàng ngày mỗi khi đi học về, bật điện thoại lên để xem stream là thói quen của hai học sinh lớp 11 này. Có nhiều game online nói chuyện đứng minh người khác. Bình thường thì một ngày em dành mấy tiếng để xem streaming? Tầm từ 8 giờ đến 9 giờ. Mà nó giết thời gian rất tốt. Thế ngày nào cũng xem? Khoảng 2 tiếng, lúc chán thì xem đúng. Số lượng video stream có thói quen văng tục, chửi thề hoặc xuất hiện những hình ảnh phản cảm ngày càng nhiều trên mạng, đồng nghĩa với những ngôn ngữ không văn minh cũng xâm nhập vào đời sống thường nhật. Em thấy việc chửi bậy là bình thường. Em xem nhiều quá. Mẹ em hay nói em. Nó đi học là xong rồi về nó nói bậy nói bạ với gia đình với lại bạn bè các thứ là nó không lấy được. Xem thì toàn xem dấu xem giếm chứ còn không xem được với bố mẹ nếu mà về mà nhìn thấy xem là nó tắt đi ngay. Có những cái mà họ không dám làm ở trên thực tế thì có một cái người lại còn là người nổi tiếng nữa, là một cái người mà họ tôn sùng nữa, làm được những cái việc như vậy. Thì đấy là cái tâm lý của những cái bạn trẻ, giống như là yêu nhau yêu cả lối đi ấy. Cho nên là một khi đã thích một cái người nào đó rồi thì tất cả những cái hành động hoặc hành vi hoặc lời nói của họ, dẫu rằng là người khác ví dụ như bố mẹ cảm thấy không hài lòng lắm, nhưng mà đối với các bạn ấy thì cái đấy nó là một cái gọi là đúng, hoặc là một cái thú vị, hoặc là một cái hay ho. Với xu hướng streaming đang rất phát triển, nhiều bạn trẻ coi streamer là một công việc mơ ước trong tương lai. Nhưng không vì vậy mà những câu từ tục tĩu được bình thường hóa và trở thành trào lưu. Đây có lẽ là một trong những chủ đề khó thể hiện nhất khi đưa lên sóng. Bởi cùng lắm thì quý vị chỉ nghe được một vài tiếng bíp bíp hoặc là một tràng bíp 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 mà thôi. Nhưng nếu có người thân hay chơi game online hoặc là thích xem các buổi streaming bình luận game thì sẽ hiểu thứ ngôn ngữ mà chúng tôi đang muốn nhắc đến. Chắc chắn chúng tôi không thể nói rằng văng tục là điều bình thường. Nhưng những từ ngữ tục tĩu thì có ở trong mọi ngôn ngữ trên thế giới. Và tin rằng là tất cả chúng ta trong những thời điểm nhất định đều đã từng văng ra một số thứ trong vốn từ vựng này. Nhưng ai nói với ai và trong hoàn cảnh nào là cả một vấn đề. Bởi trong thế giới những người được đông đảo quần chúng biết đến thì không thể chỉ chia đặc quyền ngôn ngữ thành hai nhóm, streamer và những người nổi tiếng còn lại. Khi đã lan truyền trên mạng xã hội rồi, nó là những cái thông tin chung, ai cũng có thể vào xem được. Và những cái lời như vậy thì là nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, thì nó có vi phạm vào trong cái điều cấm theo cái điều 5 vi phạm về cái thuần phong mỹ tục, truyền đưa những cái thông tin mà phá hoại cái thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các hành vi văng tục, chửi bậy, thậm chí là xúc phạm, chửi bới lẫn nhau diễn ra một cách khá phổ biến trên mạng internet, và đây là hành vi vi phạm pháp luật với mức xử phạt là từ 10 cho đến 20 triệu đồng.
Sau khi chúng tôi đề cập đến câu chuyện ngôn ngữ của một số streamer hiện nay vào Chuyển động trưa ngày thứ năm vừa rồi, thì lập tức đã có hàng chục nghìn tin nhắn gửi đến ban biên tập. Chúng tôi cảm ơn điều đó, khi một số ý kiến đã rất thiện chí và mang tính xây dựng, nhưng cũng thấy tiếc vì đa phần lại thể hiện đúng những gì chương trình lo ngại. Sự tục tĩu đã quá phổ biến mất rồi. Một số lập luận thì cho rằng có streamer cũng đã ý thức cảnh báo độ tuổi cho video của mình bằng việc là nhắc nhở trong lúc bình luận và có cả một dòng thanh ba như thế này nữa. Nên việc giám sát trẻ em vào xem hoàn toàn là trách nhiệm của phụ huynh. Nhưng thế này thì tội cho các ông bố bà mẹ quá. Liệu có đứa trẻ nào từ cấp 2 trở đi mà không đòi lên Internet và chịu để cho cha mẹ mình giám sát liên tục hay không? Đặc biệt là ở thành thị, có mấy học sinh giờ chưa có smartphone ở trong túi khi đi học. Chưa kể, theo thông tư mới mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành tuần này, thì học sinh từ trung học cơ sở còn được phép dùng điện thoại di động cả trong giờ học để phục vụ việc học tập. Mặt khác, cũng đừng nhầm lẫn ý nghĩa của việc dán nhãn 18 cộng. Bởi 18 cộng không có nghĩa là được quyền phơi bày bất cứ thứ gì được gọi là của người lớn. Và cần nhìn nhận cả hai chiều trong việc dán nhãn. Nó không chỉ là để cảnh báo người xem, mà quan trọng hơn là để điều chỉnh và giám sát chính người đăng tải, nếu không sẽ bị xử phạt. Thế nên các rạp phim hay là triển lãm mới phải thêm việc là hỏi tuổi và kiểm tra căn cước công dân của bạn. Còn trên mạng xã hội, ví dụ như là YouTube, cũng có các công cụ để giới hạn độ tuổi nếu như bạn thực sự muốn. Nhưng chúng ta đều hiểu là nếu làm vậy thì YouTube sẽ tắt chế độ kiếm tiền và các nhà tài trợ cũng sẽ gào lên với các streamer rằng lượng người xem sao mà sút giảm đến thế. Suy cho cùng, vẫn chỉ có cách, đó là tự nâng cấp chính mình mà thôi. Bản thân mình cách đây khi mà mình mới bắt đầu cái nghề này ấy, thì nó là giống như là một buổi, cái buổi giao lưu với mọi người thôi mà. Thế nhưng mà từ từ khi được sự quan tâm nhiều hơn của mọi người ấy, thì mình cảm thấy được là nó phải thay đổi. Có nghĩa là mình thứ nhất là tiết chế lại, thứ hai sau đó là từ tiết chế thành hạn chế thì và đến một giai đoạn ví dụ như bây giờ mình cảm thấy là có thể là những bạn mà làm cái nghề này thật sự rất là viral thì mình phải có thể là bỏ hẳn. Mình không thể nào mà cứ nói gì mình thích hay nghĩ gì mình thích. Nó là một bài toán đánh đổi. Mình muốn được là chính mình và xã hội sẽ cứ nhìn cái nghề này mãi như thế này, hay mình phải lùi lại một chút để được mọi người chấp nhận hơn. Mình muốn cái nghề của mình được xã hội công nhận, ghi nhận. Mình muốn được cái tương lai tốt cho cái nghề thì mình cũng cần phải có những cái thay đổi. Ở đây không phải thay đổi bản thân, mà thay đổi để cho phù hợp hơn và để cho cái sự phát triển nó tốt hơn. Một điều khiến chúng tôi vui đó là ngay sau khi chủ đề trên được phát sóng cách đây 2 hôm thì một streamer nổi tiếng đã có những lời chia sẻ chân thành với cộng đồng và người hâm mộ. Trong đó thì khẳng định rằng bản thân đang cải thiện từng ngày để các nội dung video trở nên chất lượng và tích cực hơn. Và quan trọng là cũng nhắn nhủ với các fan của anh rằng hãy ứng xử văn minh để không làm xấu đi chính hình ảnh của cả cộng đồng. Từ những người làm chương trình, chúng tôi cảm ơn vì điều đó. Và để khép lại mục điểm tuần hôm nay, hãy thư giãn một chút bằng cách tìm ra phương pháp để giải tỏa stress mà không lỡ dại văng tục, nhất là trước công chúng. Hẳn quý vị còn nhớ là cách đây 2 năm, một vụ ghi âm những lời tranh luận đến tục tĩu đến từ một số người làm bóng đá tại Việt Nam. Và phương pháp tránh rủi ro mà nhỡ miệng của biên tập viên Quốc Khánh thực sự là những gợi ý hay. Có 3 cách chính sau đây. Cách đầu tiên là sử dụng hiệu ứng âm thanh beep. Đây là một kiểu rất phổ biến. Cái hay là khi một từ tục đã được thay thế bằng tiếng beep rồi, thì số lượng tiếng beep có tăng lên, sự phản cảm không hề thay đổi. Mới đầu hơi nóng thì ông Hùng có thể nói với ông Hiền: "Tôi beep ông." Mà đến khi không kiềm chế được nữa thì ông hoàn toàn có thể nhân 3 lên: "Tôi beep 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 ông." Mà không có vấn đề gì xảy ra cả. Cách thứ hai là một cách khá lâu đời, khi con người ta còn chưa có máy ghi âm. Những từ văng tục được giấu sau những ký tự, ví dụ dễ nhận thấy nhất có thể là những cuốn truyện tranh về chàng cowboy Lucky Luke.
Thế nên khi mà ông Hùng nổi nóng, ông hoàn toàn có thể nói bằng những ngôn ngữ ký tự kiểu như thế này: tôi sao thăng gạch gạch chấm phẩy sấm chớp đầu lâu ông. Đó cũng là một cách rất là văn chương và hoài cổ. Nhưng hãy nghe nốt cách thứ ba, đây là cách hiện đại nhất, sử dụng những từ có cách phát âm hoặc chữ cái đầu tương tự với từ tục. Ví dụ như là trong tiếng Anh, từ nói tục phổ biến nhất bắt đầu bằng chữ cái F, từ mà các cầu thủ thường nói với trọng tài nếu họ muốn ra sân nghỉ sớm. Trong một số cuốn từ điển tiếng Anh, thậm chí người ta có từ fast được ghi rõ là một sự thay thế được phụ huynh cho phép với từ F tục tĩu kia. Và từ fast cũng có nghĩa riêng của nó, đó là kẹo mềm. Như vậy là nhờ phần đầu phát âm khá giống nhau, nên ai có lỡ nóng nảy thốt ra phần đầu mà nhận ra thấy có người là đang ghi âm mình thì có thể xi nhan và rẽ phải phát âm sang từ kẹo mềm kia luôn. Ở Việt Nam thì gần đây cũng có những kiểu thay thế tương tự, dù có lẽ là cũng không được các vị phụ huynh chấp nhận. Nó có liên quan tới một con vật, đó là con mèo.